sau 10 năm hoạt động của trang BOSIT Việt Nam Từ ngày 29 tháng 5 năm 2019, trang BOSIT Việt Nam, một website chịu ảnh hưởng của diễn đàn xã hội dân sự, đã đăng một đặc sản dài kỳ để kỷ niệm 10 năm hoạt động của mình. Những bài đã đăng trong đợt đặc sản này xoay quanh ít nhất hai nội dung chính. Thứ nhất, Lê Xuân Khoa và Nguyễn Thành Sơn đánh giá kết quả của dự án khai thác vạn BOSIT ở Tây Nguyên sau 6 năm thực hiện. Sau khi trình bày số liệu và ý kiến của nhiều bên, Lê Xuân Khoa nhận xét rằng dự án tạm đạt về kinh tế, thất bại về môi trường và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về môi trường, quốc phòng và xã hội. Riêng trong vấn đề môi trường, ông Khoa nhắc đến việc các nhà máy của dự án vỡ đê thô thải. Các nhà máy của dự án vỡ đê hồ thải làm tràn 5.000 mét khối nước thải năm 2014. Bị vỡ đường ống gây ô nhiễm 600 mét vuông đất và suối Đắc Giao vào năm 2016. Bị tràn hóa chất gây ô nhiễm suối Đắc Giao vào năm 2016 và việc toàn bộ dự án sẽ thải ra 1,5 tỷ tấn bùn đỏ treo trên cao ở thượng nguồn đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ông Khoa nhấn mạnh rằng lợi nhuận từ dự án không cao hơn tiền lãi ngân hàng, không đủ để đền bù thiệt hại môi trường trong tương lai và không đem lại sự phát triển bình vững cho cộng đồng các dân tộc bản địa. Thứ hai, Ban biên tập và các cộng tác viên quan trọng của trang BOSIT Việt Nam thuật lại diễn biến phong trào phản đối dự án khai thác BOSIT ở Tây Nguyên vào năm 2008-2009, cùng quá trình hoạt động của website này. Nhưng đó, họ ca ngợi việc BOSIT Việt Nam mở đầu cho phong trào phản bị xã hội của trí thức và mở đầu cho nhiều hoạt động xã hội dân sự nhằm mục đích thay đổi chế độ. Cụ thể, Nguyên Ngọc bình luận rằng, từ một trang tập trung vào việc hình thành một lực lượng rộng rãi và đa dạng nhằm phản biện một dự án có nhiều sai trái và nguy hiểm bô việt nam đã trở thành một diễn đàn toàn diện và có uy tín của trí thức phản biện để giúp người trí thức trở về với chức năng thực sự của mình là phản biện xã hội lê xuân khoa ca ngợi việc diễn đàn xã hội dân sự phát triển thành một mạng lưới hàng ngang của các tổ chức xã hội dân sự hoạt động ôn hòa hợp pháp hợp hiến theo lề lối dân chủ nhờ đường lối của lãnh đạo nguyễn quang a Ban biên tập BOSIT Việt Nam tuyên bố, trong điều kiện một đảng và một thể chế toàn trị giữ độc quyền điều hành đất nước, tiêu hướng tới của BOSIT Việt Nam ngay từ buổi đầu là đấu tranh cho một lộ trình từng bước chuyển hóa sang một xã hội dân chủ. Trong đó, người dân giành được các quyền cơ bản, có hạnh phúc cơm áo và được nói năng viết lách suy nghĩ tự do với một bộ máy nhà nước triển giảng dần sự hành xử độc tôn để xích lại gần các nguyên tắc tam quyền phân lập tiến tới xóa bỏ độc quyền. Ngoài ra, các biên tập viên, cộng tác viên của BOSIT Việt Nam cũng công kích những biện pháp mà các cơ quan nhà nước đã sử dụng để cản trở hoạt động của họ. Về dự định sắp tới, Lê Xuân Khoa đề nghị BOSIT Việt Nam đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo đánh giá kết quả giai đoạn 6 năm đầu hoạt động của dự án khai thác BOSIT Tây Nguyên. Sau khi đọc đặc sản, chúng tôi xin phép phản bị BOSIT Việt Nam trên 3 vấn đề. Thứ nhất là chất lượng nội dung của website BOSIT Việt Nam Thứ hai là quan điểm rằng phản biện xã hội là chức năng tự nhiên của người trí thức. Thứ ba là các hoạt động chính trị của BOSIT Việt Nam. Về chất lượng nội dung, website BOSIT Việt Nam vẫn đang ở trong tình trạng thượng vàng hạ cám. Ở tầng thượng vàng, BOSIT Việt Nam đã đăng nhiều bài phân tích có hàm lượng trí thức cao, được viết bởi người có năng lực chuyên môn, giúp độc giả hiểu rõ hơn về dự án khai thác quặng BOSIT trên Tây Nguyên và nhiều chủ đề khác nhưng ở tầng hạ cám, bbs Việt Nam đã đăng nhiều bài mang tính quy chụp võ đoán mà thời gian đã chứng minh là sai. điển hình là các bài viết dạng thuyết âm mưu của Phạm Chí Dũng, Bùi Thanh Hiếu và cả một số bài của ông Nguyễn Đăng Quang. Ngoài ra, một số thông điệp tuyên truyền xuất hiện lặp đi lặp lại trên bbs Việt Nam đã bị chứng minh là sai sự thật. dù bbs Việt Nam không ngừng khẳng định rằng dự án khai thác bô xít trên Tây Nguyên là một con ngựa thành choi khiến Việt Nam bị xâm lược. Chuyện này đã không diễn ra trên thực tế. Dù bô xít Việt Nam không ngừng khẳng định rằng, chính phủ Việt Nam có kế hoạch dân nước cho Trung Quốc vào năm 2020. Diễn biến thời sự ngày càng khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chính phủ. Dù bô xít Việt Nam không ngừng tuyên truyền rằng, để bảo vệ nền độc lập, Việt Nam phải liên minh quân sự với Mỹ để chống Trung Quốc Thực tế đã chứng minh hiệu quả của chính sách đối ngoại đa phương, mềm dẻo, yêu chuộng hòa bình, không liên minh với nước này để chống nước khác của Việt Nam. Về vấn đề thứ hai, chúng tôi thấy thiếu căn cứ để khẳng định rằng các chức năng tự nhiên của người trí thức là phản biện xã hội. Về mặt lịch sử, chữ intellectual xuất hiện trong ngôn ngữ phương Tây từ thế kỷ 13 với tư cách là một tính từ có ý nghĩa là mang tính hiểu biết từ thập niên 1590. Nó bắt đầu trở thành một danh từ để chỉ những người có trình độ hiểu biết hoặc bằng cấp cao và cách hiểu này được duy trì cho đến nay. Như vậy, người trí thức được định nghĩa bởi sự hiểu biết chứ không phải bằng việc phản biện. Và vì học thuyết về tự do ngôn luận chỉ ra đời vào năm 1644 thông qua tác phẩm Luận về tự do xuất bản của John Milton, thực ra trí thức xuất hiện trước khi có phản biện xã hội. Khi Bôxit Việt Nam nói chức năng tự nhiên của người trí thức là phản biện xã hội, họ muốn biến giới trí thức thành công cụ để làm chính trị chứ không hề tôn trọng người trí thức. Về vấn đề thứ ba, ban biên tập Bôxit Việt Nam vừa thừa nhận rằng ngay từ đầu họ đã lợi dụng chuyện phản đối dự án khai thác bôxit để kêu gọi thay đổi chế độ. Như vậy báo chí lề phải không sai khi quy kết rằng họ chỉ lợi dụng vỏ bọc chống Trung Quốc, bảo vệ môi trường cho mục đích chính trị khác việc bô xích việt nam trung thực thừa nhận hành vi treo đầu dê bán thịt chó của mình rất đáng hoan nghênh